Như Quỳnh sẽ không phải ở tù hết 10 năm. Như để xoa dịu cơn sốc của làng dân chủ trước bản án 10 năm dành cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, trong một bài gửi cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA ngày 1 tháng 7 năm 2017, ông Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Phạm Trí Dũng giật tít. Như Quỳnh sẽ không phải ở tù hết 10 năm. Cơ sở cho khẳng định này của Phạm Trí Dũng là tù ví dụ rằng Điếu cầy Nguyễn Văn Hải và Tạ Phong Tần đã bị chính quyền xử án lần lượt đến 12 năm và 10 năm tù. Nhưng chỉ 2 năm sau, điếu cầy đã được tự do bởi nguyên cớ chính quyền Việt Nam khi đó tràn chê hy vọng được Hoa Kỳ chấp nhận cho tham gia vào Hiệp định TPP. Một năm sau đó, Tạ Phong Tần cũng được tự do rằng nước Việt Nam đang bước vào thời đoạn cùng tắc biến rồi, bầu không khí xã hội và chế độ đã trở nên kích nén, bấn loạn, khẩn cấp lắm rồi. Cả đất nước như một lò lửa, không chỉ còn âm ỉ rồi. Rằng Năm 2017 đã có hàng loạt bằng chứng không thể che giấu về một cơn khủng hoảng kinh tế đang ập tới, kéo theo rất nhiều dấu hiệu cho thấy ngân sách đang cạn kiệt với gia tốc nhanh hơn hẳn, hàng loạt dấu hiệu biểu hiện về phân hóa và phân rã trong đảng, và đặc biệt là những cái tên sôi sụp như Formosa, Đồng Tâm, vân vân rồi rằng với một bầu không khí dễ kích nổ đến thế, lấy đâu ra cơ sở luận chứng để giới bảo thủ trong đảng cầm quyền tưởng tượng về tầm nhìn đến năm 2030 cùng các kế hoạch cho sự tồn tại của đảng trong hàng chục năm nữa. Ông Dũng còn lấy minh chứng từ mẫu hình Liên Xô. Năm 1986, tình hình Liên Xô trước khi tan giã vẫn có vẻ ổn định, kể cả đến năm 1988 vẫn chưa có gì xáo động lớn, ít ra trên bề mặt xã hội. Nhưng chỉ một vài năm sau, bức tường Berlin bất thần sụp đổ trước làn sóng khổng lồ của người dân Đông Đức, còn 20 triệu đảng viên cùng vài triệu binh sĩ và công an Xô Viết đã trở nên tê liệt trước hình ảnh chấm dứt độc quyền của Đảng Cộng sản ngay tại đất nước này. Mọi chuyện cũng có thể diễn biến nhanh, thậm chí rất nhanh ở Việt Nam. Ông cho rằng hiện trạng ở Việt Nam hiện nay, những kẻ cầm quyền không có nhân dân bên cạnh. Tiên đoán có lẽ nửa cuối năm 2017 sẽ chứng kiến những bùng nổ xung đột cùng những chuyển động không những thay ra mà còn phải dần đổi thịt cho năm 2018 và những năm sau đó. Thế nên, những người đấu tranh nhân quyền bị xử án tù ở thời điểm này đều có hy vọng sẽ phải được trả tự do sớm. Và kết cục, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sẽ không phải thụ hết cái án 10 năm tù, thậm chí ngay cả một nửa hay một phần ba của con số đó sẽ là quá bội thực đối với giới cầm quyền đã giam nhốt Như Quỳnh đọc bài viết của ông Phạm Trí Dũng, dư luận đặt câu hỏi phải chăng ông ta đang tự đánh lừa mình trước để đánh lừa người khác hay ông ta viết bài này khi vừa thức dậy sau giấc mơ hàng đêm của ông ta đã lặp đi lặp lại từ những năm 2013 khi ông ta quyết định từ bỏ đảng với nhận định chế độ này sắp sụp đổ đến nơi rồi. Tháng 12 năm 2013, khi tuyên bố bỏ đảng, ông Dũng cũng đã nhận định sự bức xúc về các bất công xã hội, về sự hoành hành của các nhóm lợi ích đưa đến xung khắc với lợi ích của dân chúng đã lên tới đỉnh điểm. Và sự đối đầu đó giữa khối dân chúng với nhà nước hiện nay là không còn có thể cứu vãn được nữa. Và đại đa số đảng viên tới 80% đã nghĩ tới hoặc bàn tới giải pháp bỏ đảng hoặc đã âm thầm bỏ đảng. Tuy nhiên, chưa có nhiều người chính thức và công khai từ bỏ đảng vì những lý do nhất định. Đầu năm 2014, ông Dũng cho rằng kinh tế Việt Nam đã kiệt quệ, rằng khi xảy ra vấn đề bùng vỡ bong bóng tín dụng, đồ bề nợ xấu, thì lúc đó nền kinh tế sẽ chính thức đặt chân vào giai đoạn khủng hoảng dẫn tới khủng hoảng xã hội. Năm 2015, ông Dũng phán, chính phủ mất khả năng kiểm soát chi tiêu. Năm 2016, ông Dũng lại tiếp tục phán, nhà nước in thêm tiền để mua vào 11 tỷ đô la, chứng minh hùng hồn rằng hệ thống ngân hàng sẽ sụp đổ và giặt rào hy vọng tương lai ấy sẽ không còn xa nữa, tức ngày chế độ sụp đổ đã cận kề. Đồng thời trong một bài phỏng vấn khác với hình ảnh cụ rùa hồ gươm đột ngột qua đời ngay trước ngày khai mạc Đại hội 12 Đảng Cầm Quyền ở Việt Nam, khi đó tôi đã bị ám ảnh bởi một điểm gở, rất gở đối với dân tộc này. Trong bài Việt Nam thay đổi sớm ban lãnh đạo hệ quả đấu đá nội bộ. Đầu năm 2017, ông Dũng tiếp tục phán Việt Nam bên bờ vực sụp đổ ngân sách. Điểm lại một vài nhận định của ông Dũng trong hàng trăm bài viết, bài phỏng vấn mỗi năm ông đăng hầu khắp các trang tin trong và ngoài nước để thấy được tinh thần lạc quan không mệt mỏi và dễ hiểu vì sao ông vẫn tiếp tục chấn an phong trào dân chủ rằng Như Quỳnh sẽ không phải ở tù đến 10 năm đâu. Ai đó đã nói rằng đừng lấy mong muốn làm hiện thực thì ông Phạm Chí Dũng là điển hình của khát vọng mong muốn trở thành ngọn cờ dân chủ khi viết đơn xin ra khỏi đảng khi thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Phong cách an ủi của ông Dũng với gia đình Như Quỳnh, với các tù nhân lương tâm khác và các nhà dân chủ khiến người ta không khỏi liên tưởng đến câu chuyện ngụ ngôn, con cáo và chùm nho. Khi cáo cố leo lên để hái chùm nho chín mọng nhưng không được thì cáo tự an ủi mình rằng nho còn xanh. Còn về đánh giá tình hình chính trị, kinh tế của Việt Nam, thì quả Phạm Trí Dũng không khác các chuyên gia dân chủ khác là mấy. Hết năm nọ đến năm kia, triệt để khai thác các vấn đề ngân sách đang cạn kiệt, vụ phô xa, vụ đồng tâm, hiện tượng phân hóa và phân giã trong đảng, xã hội dối ren, rằng Mỹ và phương Tây luôn đồng hành bên họ. Để tuyên đoán khủng hoảng và sụp đổ sắp, sắp diễn ra rồi, chế độ này đảng không thể cứu vãn được đâu. Có thể nói khát vọng của Phạm Trí Dũng và vô khối nhà dân chủ mạng, anh hùng bàn phím đều rất giống nhau ở chỗ, chưa bao giờ ngừng gieo tâm lý cổ vũ nhau ngồi chờ sung dụng, sắp được ngồi mát ăn bát vàng, phải chăng để đồng bọn đừng bỏ cuộc và quan trọng nhất là các Việt Kiều, cơ vàng yêu nước, các quỹ đầu tư dân chủ phương Tây tiếp tục đổ tiền vào Việt Nam để những nhà hoạt động như ông Phạm Trí Dũng hiện thực hóa giấc mơ của họ.